Mời các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nhé. Quyền 6, chương 71 mang tên Cố nhân. Vương phi là tu sĩ sao? Nghe thế lời của Giả Hà Trung, Quy Bất Quy cũng có chút bất ngờ. Liên tiếp tục hỏi thêm vài câu liên quan đến vị Vương Phi kia. Có điều thay giám cũng chỉ gặp qua dĩnh Vương Phi một lần. Mặc dù hắn là hoạn quan, nhưng theo lê nghi cũng không dám nhìn nhiều. Do đó, cũng không thể nói rõ được tướng mạo hay đặc điểm gì của Vương Phi. Thay giám phạm phải đại tội miêu nghịch, nhưng cuối cùng chu Doan Văn lại chỉ để cho hắn tự mình kết liễu. Nhưng hình phạt đã tuyên trước đó như lột ra, chu Di cửu tập cũng đều cho thu hồi. Cuối cùng dưới sự giám sát của Dương Quân, Giả Hà Trung đã kết thúc cuộc đời mình bằng một giải lụa trắng. Sau khi quay trở lại cung Cản Thanh, chú Doan Văn cho Tông Nhân Phủ truyền lên ghi chép gia phả của Dinh Vương. Và liên quan đến Vương Phi ghi rằng, Dinh Vương Phi họ Úc, người núi Long Hổ, Giang Tây, Nam Hồng Vũ Thương 18, từng vì cứu giá mà được ban thưởng sau đó được hoàng thượng khâm định gả cho Dĩnh vương Chu Đống làm phi. Trong gia phả chỉ ghi lại mấy câu như vậy, mà lai lịch của vị vương phi Úc thị này cụ thể như thế nào? Năm đó đã cứu giá ra sao thì lại không hề có lấy một dòng ghi chép. Thế là tiểu hoàng đế lại cho gọi người cũ từng phụ trách trông giữ ghi chép gia phả ở tông nhân phủ đến, muốn tìm hiểu xem năm đó Dĩnh vương nạp phi là chuyện thế nào thế mà lại không một ai hay biết được hình như là trong một lần thái tổ hoàng đế xuất cung đi tuần đã từng được ai đó cứu giúp không lâu sau thì dĩnh vương đại hôn cũng không biết hai chuyện này có liên quan với nhau hay không dù sao thì dĩnh vương trước khi chết cũng là một phiên vương của đại minh thế mà chuyện năm đó hắn cưới vợ thế nào lại không ai nói rõ được chủ doan văn tìm cả những người cao tuổi trong hoàng cung Tức là bọn họ cũng không biết rõ về chuyện dinh vương đại hôn năm đó. Lật khắp các thư tịch ghi chép về phiên vương trong cung. Trước sau vẫn không thể tìm ra lai lịch của vị dĩnh vương phi kia. Nhìn thế chú Doan Văn cũng bắt đầu nhíu mày nhăn mặt. Quy bất quy cười khả khả nói. <laughs> Bệ hạ cũng không cần phải lo lắng. Nếu không có ghi chép về dĩnh vương phi. Át hẳn trong đó có điều gì khó nói. Thế này đi ông già ta sẽ tự mình đi một chuyến xem rốt cuộc là vị nữ tu sĩ nào lại có thể ngồi vào vị trí vương phi mà thần không biết quỷ không hay như thế nhưng nữ tu sĩ si nổi danh bà quy bất quy còn nhớ được cũng chỉ có quảng đế và vị hoa sơn thánh mẫu kia trong lòng ông già cũng nghi ngờ rốt cuộc là vị nữ tu sĩ nào lại có thể trở thành dĩnh vương phi được thế là ông già đổi sang một bộ y phục của nội quan trong cung tạm thời từ biệt hoàng đế, mang theo hai con yêu quái và vài tiểu thay giám, còn nhờ tiểu hoàng đế viết một thánh chỉ xuất cung, ngồi xe ngựa đến trước cổng dĩnh vương phủ. Do dinh vương chủ đông đã chết một cách kỳ lạ trong cung, đến bây giờ vẫn chưa có một lời giải thích rõ ràng. Hiện tại từ trên xuống dưới dĩnh vương phủ đều cẩn trọng chờ đợi tin tức từ hoàng cung về cái chết của dinh vương. Tiểu thay giám đi cùng quy bất quy Đến trước cổng dinh vương phủ Vừa khó khuyên cửa Vừa nói to vào trong Người trong dính vương phủ nghe đây Thánh chỉ của hoàng bế vệ hạ đã đến Trong phủ các người chuẩn bị dọn dẹp đặt hương án Mà cổng chính ra nghênh đón thánh chỉ Một câu vừa dứt liền nghe thấy hít bên trong phủ có tiếng ồn ảo Dường như mọi người bên trong Đều đang bận rộn Làm nhanh công việc Một lúc lâu sau từ bên trong vang lên tiếng nhạc lễ, sau đó cổng chính của vương phủ mở rộng. Mười mấy người hầu vây quanh một thiếu phụ khoảng 18-19 tuổi bước ra. Thiếu phụ vừa trông thấy quý bất quý ở cổng, cả hai cùng sướng sở trong giây lát. Rồi đôi mày thiếu phụ hơi nhíu lại, đưa thể nhìn thấy người mà mình không muốn gặp. Mà ông già không thấy người phụ nữ này khá quen mắt, lại không thể nhớ ra rốt cuộc đã gặp nàng ta ở đâu. Thiêu phụ hành lễ vạn phúc với quý bất quy rồi nói. Dinh vương phủ, ốc thị bái kiến đại nhân. Bên trong hương án đã được chuẩn bị sẵn sàng. Xin mời đại nhân vào trong phủ tuyên đọc thánh chỉ. Làm phiền vương phi. Quý bất quy mỉm cười gật đầu. Sau đó đi theo thiếu phụ vào bên trong nội trạch vương phủ. Đi qua vườn hoa trong phủ. Ông già nhìn thấy hương án đã được bày sẵn. Tam sinh lễ vật cũng đã được chuẩn bị. Chỉ còn chờ quy bất quy Đến tuyên đọc thánh chỉ Thế là ông già bày ra dáng vẻ Nghiêm trang trịnh trọng Bước tới trước hương án Lấy thánh chỉ ra bắt đầu tuyên đọc Trước mặt toàn thể nam nữ già trẻ Trong dĩnh vương phủ Nội dung thánh chỉ nói rằng Dinh vương có ý đồ mưu phản Chủ đống đã tự kết liễu Lúc sau sẽ có người từ phủ Ứng thiên đến điều tra Người trong dinh vương phủ Không được vọng động mà thứ phải chờ đến khi người của phủ ứng thiên đến. Sau đó hoàng đế sẽ xét đến tình thân trong tông thất hoàng gia. Sẽ bàn thêm thánh chỉ ân xá cho gia quyến của dinh vương. Tuyên xong, con vương phi dẫn đầu hơn 100 người trong dinh vương phủ hành lễ tạ ơn thánh chỉ. Sau đó, vì đưa tu sĩ trông có chút quen bắt này, đừng lên thay mặt vong phu tiếp nhận thánh chỉ. Tin tức về cái chết của dinh vương đã sớm được truyền ra người trong dĩnh vương phủ đều đã chuẩn bị tinh thần vì vậy khi nghe tin dĩnh vương qua đời thì bọn họ không tỏ ra quá ngạc nhiên nữa chỉ là ai nấy đều lo lắng không yên không biết sau khi người từ nha môn phụ ứng thiên đến thì số phận của mình sẽ ra sao vương phi nương nương lúc ông già ta rời khỏi hoàng cung bệ hạ đã đích thân dặn dò bảo rằng vương phi đừng lo lắng dĩnh vương là dĩnh vương tội lỗi hán phạm phải đã bị trừng phạt thích đáng tội của dinh vương đến đây là kết thúc sẽ không liên lụy đến vương phi và người nhà của dinh vương vậy xin ra tả quy bất quy lão tiên trường theo phủ tiếp nhận thánh chỉ mà không biểu lộ chút cảm xúc nào nàng ta tiếp tục nói với quy bất quý nếu lao tiên trường không ngại đây là phù đệ của tội nhân xin mời vào trong dùng chút trà nước cái đây thì thôi không cần đâu Ông già ta còn phải về phục mệnh với cả bệ hạ. Quy bất quy cười khà khà, rồi tiếp tục nói với thiếu phụ. Đà tạ vương phi, nếu ông già ta còn một việc muốn hỏi nương nương, ông già ta đã gặp vương phi nương nương ở đâu chưa nhỉ? May mà hiện tại, quý bất quy đã là một lão già lọm khọm nhăn nheo khu đế. Cho mắt người ngoài, dù có ý đồ xấu hay gan to bằng trời thì cũng không còn sức để làm được gì Câu này nếu là từ miệng người khác nói ra Có lẽ sẽ bị nghĩ là có ý đồ xấu Lúc này Vương Phi nhìn ông già một cái Âm trầm nói Hòa giá người thật sự đã quên hết rồi Câu nói này Khi quy bất quy sững sờ thêm lần nữa Ông già vội vàng nói tiếp Vậy có nghĩa là Ông già ta và Vương Phi Đã từng gặp mặt rồi Vương Phi là đệ tử của Thu Đạo Nhân phủ Nam Sương sao? Năm trước ông giả ta tình cờ gặp thu đạo nhân. Hình như ông ta có dẫn theo một đứa đệ tử. Thấy quý bất quy vẫn chưa nhớ ra mình. Vương Phi khen nhíu mày nói. Nếu Lao Tiên Trường đã tuyên thánh chỉ xong. Vậy thì Vân nên sớm quay về phục mệnh đi thôi. Nghe thấy Vương Phi nói vậy. Hai mắt bách vô cầu liền trợn trừng lên. Nói. Cái đồ đàn bà không biết tốt xấu nhà ngươi. Vương gia nhà các ngươi phạm tội mưu phản Đáng lẽ phải chu di kiểu tộc Ông già nhà bọn ta Phải nói bao nhiêu lời tốt đẹp Mới bảo toàn được mạng sống cho cả nhà các ngươi Không biết nói được mấy lời khách sáo Tỏ vẻ một chút sao Nói mấy câu gì mà đại ân đại đức Của lão gia nhà ấy Kiếm sau cả nhà ta sẽ làm trâu làm ngựa bao đáp Cũng coi như có ý tứ một chút đấy Con trai ngốc Để con nói năng lung tung trước mặt dĩnh vương phi Quỳ bất Quỳ ngăn lại bách vô cầu Nói nàng không biết chừng mực Rồi quay lại nói với Vương Phi Vậy thì ông giả ta Không quay dậy Vương Phi nương nương nữa Dinh vương là dinh vương Tội của hắn bể hạ sẽ không liên lụy Đến toàn bộ gia quyến đâu Vương Phi cứ yên tâm Sau khi nói thêm vài câu khách sáo Quỳ bất Quỳ dẫn hai con yêu quái cáo từ Ra khỏi dinh vương phủ Ông già lập tức trở nên căng thẳng vừa đi vừa dùng giọng thì thầm như mũi nói với bách vô cầu bên cạnh con trai ngốc à quay đầu lại xem úc thị có ra tiễn không từ từ thôi đừng để nàng ta phát hiện bách vô cầu vẫn cứ ngây ngang quay đầu lại nói với Quý bất quy ông già tiểu quả phụ đó không ra tiễn chẳng có chút ra giáo nào à, chẳng phải chỉ là chồng chết thôi sao đến cả tiễn khách cũng không thèm tiễn ông già Chả có ý gì vậy Giữa đường giữa chợ Chả nói biên mất là biên mất luôn thế Nghe thấy Vương Phi không ra tiễn Quy bất quy lập tức mặc kệ mình Đang ở giữa phố xá đông người Ông già lập tức thi triển đồn pháp ngũ hành Biến mất trước mặt mọi người Nhịn bách vô cầu đang há hốc miệng trong nhọc tam thở dài Vô nhẹ vào đùi hắn nói Cháu trai Không phải nhân sâm bọn ta nói ngươi chứ Còn chưa hiểu ra sao Cha người có ý với tiểu quả phụ đó Ông già định không giữ người nữa Muốn sinh thêm một đứa với tiểu quả phụ kia đấy Ngày mấy lời khiêu khích của nhóc nhậm tam Bách vô cầu lại trừng mắt lên Lúc này hắn cũng không thèm quan tâm gì nữa Quay lưng đứng trước cổng dinh vương phủ Gà mồm lên chửi bới những người bên trong Cái đồ tiểu quả phụ không biết xấu hổ kia Chào mình vừa mới chết Thì thể còn chưa lạnh Mà người đã nghĩ đến cha của người khác rồi hả Ông đây bảo sao ông ngươi cứ kỳ quặc thế nào Hóa ra là người đang quyến rũ cha của ông đây hả Mẹ nó chứ Người không sợ vương ra nhà ngươi Đêm về báo mộng Kéo người xuống dưới đi cùng hắn sao Bạch vô cầu chưa kịp nói hết câu Cánh cổng dính vương phủ đột nhiên mở ra Vừa phì một thân đổ tang trắng muốt Tay cầm bảo kiếm từ bên trong lao ra quát Tiểu súc sinh Người dám hủy hoại danh dự của ta Ta phải chém người thành tám mảnh gửi đến chỗ ông già đó cho ông ta nhìn lại đứa con trai ngoan mà ông ta nuôi vương phi hét lên một tiếng lao vụt tây chỗ bách vô cầu Giờ cao thanh kiếm trong tay chém thẳng xuống đầu của hắn bách vô cầu căn bản không coi người phụ nữ này ra gì khi bảo kiếm chém tới hắn cũng đồng thời đưa tay ra chộp lấy cổ nàng ta xem tình hình thì cùng lúc kiếm của vương phi chém trúng đầu bách vô cầu thì cổ của nàng ta cũng sẽ bị tên ngốc này bóp nát mắt thấy một người một yêu sắp sửa đồng quy vô tận thân ảnh của vương phi đang lao đến đột nhiên biến mất trong trơ mắt nàng ta đã xuất hiện phía sau bách vô cầu thanh kiếm trong tay biến thành một ngọn roi linh hoạt như một con rắn quân quanh cổ tên thô lỗ siết chặt lại theo lực kéo mạnh từ tay vương phi bách vô cầu thêm mà lại bị giật cho một cái văng lên không trung sau đó rơi mạnh xuống đất theo một tiếng vang lớn chỗ bạch vô cầu rơi xuống, tạo thành một hố sâu dưới đất. Vương Phi vẫn chưa muốn buông tha, lại định tiếp tục quăng tên thổ lỗ thêm một lần như vừa rồi. Nhưng lần này, khi Vương Phi vung roi, ngọn roi trong tay nàng ta lại không hề nhúc nhích. Mặc cho Vương Phi dùng sức lực thế nào, cũng không thể vung roi lên một lần nữa. Lúc này, bạch vô cầu chậm rãi đứng dậy, lấy thấy bàn tay to bè của hắn đã nắm chặt lấy đầu roi quân quanh cổ mình. Tiểu quả phụ. Không nhìn ra là người Cũng có chút bản lĩnh đây Bạch vô cầu vừa nói Vừa gấp phần roi quân trên cổ mình ra Sau đó nhẹ răng cười với Vương Phi Nói tiếp Vô gì ông đầy nghĩ đến chuyện người Có thể đã từng ngủ với ông giả kia Còn định tha cho người một lần Nhưng vừa rồi Người lại hạ tự thủ với ông đây như vậy Thế thì không thể trách ông đây Không đương tay với đàn bà Bạch vô cầu đang nói Đột nhiên kéo mạnh sợi roi trong tay mình Sợi roi mà trước đó Vương Phi không thể động đậy, Bây giờ dưới sức kéo mạnh mẽ của tên thô lỗ Trực tiếp lôi mạnh nàng ta về phía hắn Vương Phi không ngờ bản lĩnh của mình Lại tranh lệch qua lớn so với bách vô cầu Đến mức nàng ta còn chưa kịp có phản ứng Mà buông tay Thì thân thể đã bị kéo về phía hắn Sau đó chỉ thấy con yêu quái này dường như vùng tay một cái Dinh Vương Phi bông thấy trước mặt tối sầm Không còn biết gì nữa Mặc dù Vương Phi không biết mình ngất đi như thế nào nhưng nhóc nhầm tam đức bên cạnh quan sát lại thấy rõ ràng khi bách vô cầu các vương phi lại gần hắn đã tung một cú đấm vào mặt đối phương khiến vương phi ngất xỉu ngay lập tức nhóc nhân sâm rất thương hoa tiếc ngọc thì vương phi bị đánh ngất nó lập tức chạy tới trước mặt bách vô cầu trao trai người dám đánh phụ nữ luôn sao nhân sâm bọn ta đúng là hạn nhìn nhầm ngươi mà khoan nói đến việc tiểu quả phụ này có khi về sau sẽ thành mẹ kế của ngươi chỉ nói đến nàng ta là phụ nữ đánh người hai cái thì đã sao nào sao ngươi lại nỡ đấm vào mặt nàng ta chứ trực tiếp đánh mẹ kế của mình hôn mê ngất xỉu sau này ra đường đừng nói là quen biết nhân sâm bọn ta nhân sâm bọn ta có đứa cháu nào đánh phụ nữ cả chi nhầm lao tam ngươi ở phe nào đây bay vô cầu bất ngờ bị nhóc nhầm tam lao vào mắng té tát hắn gương ngác đi nhóc nhầm tam một cái rồi tiếp tục nói ông đây mà đấm vào đầu nàng ta thật đấy thì đâu của tiểu quả phụ này còn nhìn ra được hình gì nữa không vừa rồi ông đây chỉ ra một quyền phong thôi thôi bỏ đi nói người cũng không hiểu đừng mắng nữa còn mắng nữa là ông đây cái lại đừng có mà trách nhá ông đây mà điên lên thì ngay cả cha mình ông đây cũng mắng đấy lúc này nhóc nhầm tam đi tới bên cạnh vương phi quả niên không thấy trên mặt nàng ta có chút thương tích nào đó bây giờ sức mạnh của bách vô cầu nếu thật sự đâm vào mặt tiểu quả phụ này thì chắc chắn chỉ còn lại một đống thịt nhão bây giờ người hầu của vương phủ cũng chạy ra thầy chủ màu bị đánh ngất thì trên mặt đều lộ vẻ phẫn nộ khôn cùng nhưng hiện tại bọn họ đều đang mang tội người đánh ngất vương phi lại là kẻ theo cùng với quan truyền chỉ vừa rồi nhân vật như vậy bọn họ không thể chọc vào, chỉ có thể căm giận mà nhìn hai con yêu quái. Bạch vô cầu trường bắt nhìn lại bọn họ. Bạch nghỉ mở miệng mắng chửi, thì đột nhiên trong đầu vang lên giọng nói của quy bất quy. Tiểu tổ tông ơi, cả người còn ngại ông già ta chưa đủ phiền toái đúng không? Ông già ta bảo các ngươi này, mau quay về đi, con trai ngốc à, đừng làm loạn nữa. Nếu không quay về, ông già ta sẽ tự sát ngay bây giờ. Người trả mà đi Đồng quy vô tận với nhân sâm đi Bao giờ đã khi nào Nghe quy bất quy phải nói thầm như thế Bành vô cầu lúc này Cũng không còn cách nào khác Lên nhìn nhóc nhầm tam Cũng đang nghe lời truyền âm của quy bất quy Hai con yêu quái trao đổi ánh mắt Rồi mỗi đứa thi triển đồn pháp yêu thuật Biến mất vào không khí Ngay trước cổng vương phủ Thầy hai kẻ quái gì đã biến mất người hầu trong vương phủ lập tức xông tới đừng quay lại bảo vệ vương phi đang ngất xỉu dưới đất sau đó mới bà vũ nâng nàng ta lên đưa trở vào phủ chăm sóc quay lại hoàng cung bên này sau khi hai con yêu quái dùng đồn pháp trở về tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng quý bất quy ở đâu tìm suốt một vòng cuối cùng nhờ sự nhắc nhở của ngô miễn hai con yêu quái mới đến đường hầm băng cơ dư băng đá dưới lòng đất trong hoàng cung cầm được ông già quy bất quy đang cao mày nhăn mặt chưa kịp để hai con yêu quái mở lời quy bất quy đã nhìn lướt qua phía sau chúng sau khi chắc chắn không có ai theo sau bách vô cầu và nhóc nhầm tam ông già mới nói hãy để ca người đi theo ông già ta là được rồi sao còn phải quay lại gây thêm phiền phức con trai ngốc à vương phi kia là đối thủ cũ của ông già ta từ nhiều năm trước Ông già ta đã trốn nàng ta bao nhiêu năm Bộ di nàng ta đã buông bỏ rồi Ai mà ngờ ngươi lại đi chọc vào Đợi đến khi nàng ta tỉnh lại Một tinh sổ chuyện cô với ông già ta Người nói xem Ông già ta phải làm sao đây Không được Không thể ở Hoàng Cung được nữa Chúng ta phải rời đi ngay Trở về Sơn Cốc sông thêm vài trăm năm Hay là chúng ta sang Thiên Trúc đi Đại Thục cũng được Không thì đến Oa Quốc Hai con yêu quái đã khi nào Thế ông già này hoảng hốt bối rối như vậy Bạch vô cầu và nhóc nhầm tam Đều là một vẻ kinh ngạc Mà nhìn ông già Cuối cùng vẫn là nhóc nhân sâm nhớ lại chuyện cũ Nói với quy bất quy Lá bất tử Nhân sâm bọn ta nhớ ra rồi Chính là tiểu cô nương của vu giáo năm xưa Người phụ nữ đã đeo bám người Suốt mấy đời đúng không nhỉ Nhân sâm bọn ta còn nhớ Có một kiếp nàng ta vì người Mà chết một lần đấy không phải nàng ta Thì còn ai vào đây nữa Quy bất quy thở dài Rồi ngồi phịch xuống một tảng băng Mặt mày ủ rút tiếp tục nói Bao nhiêu năm nay Nàng ta không đến tìm ông già ta Con tưởng nàng ta đã buông bỏ rồi Để bê chân nàng ta trở thành vương phi của dinh vương Thì nói thế nào Ông già ta cũng không tự mình đến Bạch vô cầu à Tất cả là tại ngươi Chọc ai không chọc lại đi chọc nàng ta còn đánh nàng ta ngất xỉu Giả thì hạn cô thủ mới cùng nhau tìm đến Ông già ta có còn đường sống nữa không đây Chuyện về tình duyên nhiều kiếp giữa nữ nhân vu giáo và quy bất quy Bạch vô cầu cũng từng nghe nhóc nhậm tam kể qua đôi chút Năm xưa có lần người phụ nữ đó tìm đến tận cửa Tên thổ lô cũng từng tận mắt chứng kiến Không ngờ hôm nay chính mình lại đánh ngất nàng ta nhưng bách vô cầu vẫn thấy chẳng có gì to tát bi môi chép miệng nói Có gì đâu mà cứ làm quá lên à, Nếu ông già cha cảm thấy anh nấy với tiểu quả phụ kia Thì cưới nàng ta đi Chả đa không trên người ta vừa mới chết chồng Thì ông đây còn nói được gì nữa Dù sao cũng chỉ là gọi một tiếng mẹ Gọi ai mà chẳng phải gọi Con trai người nói không sai Ngay cả bách vô cầu cũng sẵn sàng gọi mẹ rồi nào cao giả Ông còn do dự gì nữa Lúc này ngồi bên cũng thong thả Bước vào hầm băng Nằm nhận tóc bạc như thể đang xem trò vui Ý lướt nhìn quý bất quy Vân đang ủ rột tiếp tục nói Chấp nhận đi Cuối cùng thì hai người Cũng có một cái kết thúc rồi Từ sau khi ngô Miễn trải qua Sự sinh ly tử biệt với triệu văn quân So với trước đây Thì y dường như Đã trở thành một người hoàn toàn khác chưa kỳ ý chỉ xem chuyện vui Tuyệt đối sẽ không đưa ra ý kiến bảo quy bất quy Cưới Úc thì Lúc này vừa nghe nam nhân tóc bạc nói ra lời ấy Bạch vô cầu lập tức hưởng ứng Đông rồi Ông già Cha nghe lời chú của cha đi Ông đây còn chẳng ngại có thêm một bà mẹ Cha lại còn ngại có thêm một người vợ sao Cưới thì cưới thôi Có gì to tát đâu Cùng lắm thì các người sinh thêm đứa con nữa Ông đây lại có thêm em gái em trai cả người đừng làm loạn thêm nữa mà Quý bất quy ôm đầu cười khổ thời dài một tiếng rồi tiếp tục nói à, Thế này đi Ba người các người cứ ở lại Nam Kinh Cần trông coi tiểu hoàng đế thì tiếp tục trông coi Cần canh trường cô nương nhà họ thiệu Thì cứ tiếp tục canh trường bọn họ Ông già ta sẽ quay về Sơn Cấp à, Không được Người đàn bà kia có cách tìm ra ông già ta Ông già ta phải đến chỗ lão già tử phúc Trốn trường ở hai ba trăm năm Đợi khi nàng ta chuyển kiếp vài lần Người bớt cơn giận rồi Ông già ta lại trở về Ông già Chỉ là một quả phụ thôi mà Chả có cần phải sợ đến mức đấy không Thế quyền bất quy mặt mày u rũ bay vô cầu quan lên một tiếng lại nói tiếp Ông đây còn chẳng ngại có thêm mẹ Cha còn sợ thế làm gì hơn nữa trước đây Chả cũng đâu phải chưa từng cưới vợ Còn sinh được con đàn trao đống Chứ có phải thân độc nam Chưa từng dính nữ sắc đâu Người thì biết cái rắm gì Quyên bất quy bực bội Lớt nhìn bách vô cầu tiếp tục nói Nếu không phải tại người Đứng trước cửa nhà người ta mắng chửi Lại còn đánh nàng ta ngất xỉu Thì ông già ta có phải gánh Cái tai họa này không Người phụ nữ đó thủ giai số một nếu không sao có thể truy lùng ông già ta suốt mấy kiếp liền chứ. Không nói nữa. Nếu con người có lòng thì đến dịp lễ. Nhớ ghé chỗ tử phúc thăm ông già ta nhé. Nhìn dáng vẻ sợ hãi đến mất mật của quy bất quy. Ngồi miến liếc ông già bằng ánh mắt đặc trưng của mình. Sau đó y quay người bước ra khỏi hầm băng. Vừa đi vừa nói. Tùy ông thôi. Nhưng nếu người phụ nữ đó tìm đến chỗ tử phúc. Ông đoán xem về đại phương sự ấy có định hóng trò vui của ông không ép ông phải cưới nàng ta vậy thì nàng ta phải tìm được đội thuyền của lão già tử phúc trước đã nói đến đây quý bất quỳ lại tỏ ra có chút tự tin trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười ông già cười khà khà tiếp tục nói <laughs> à, chỗ đó không dễ tìm đâu nếu dễ dàng thì quảng nhân đã sớm tìm đến ôm lấy chân tử phúc mà khóc lóc kể lệ rồi chỗ này ông già ta vẫn có chút nắm chắc. Ngoài mấy đệ tử thân cận của lão giả đó ra, thì người có thể tìm được ở chỗ đó không chỉ có mấy người chúng ta. Ngô miễn, người sẽ không rảnh rỗi đến mức dẫn đảng ta đi tìm ông già ta đâu nhỉ? Nói đến mấy câu cuối, quy bất quy đột nhiên nhận ra điều gì đó. Nàng nhận tóc bạc bước tới cửa hầm băng. Ý quay đầu nhìn ông già một cái, rồi dùng giọng điệu đặc trưng của mình tiếp tục nói. Ông đoán xem Ta có rảnh rối đến thế không Câu nói này của Ngô Miễn Xem như đã cắt đứt ý tưởng Tìm đến chỗ tử phúc Để lánh nạn của Quy Bất Quy Ông già vội vàng nhảy xuống khỏi khôi băng Chạy một mạch đuổi theo Ngô Miễn Vừa đi vừa cầu xin bên cạnh nam nhân tóc bạc Bạch vô cầu và nhóc nhậm tam Đi thấy cảnh này thì cười lớn Hai con yêu quái với tâm thế xem trò vui Đi theo sau hai người Một xem cuối cùng Ai sẽ thuyết phục được ai Hai người hại yêu rời khỏi hầm băng không lâu Thì gặp đường Dương Quân Đang đi tìm mình Cho thấy bọn họ Dương Thiên Hồ khen nhú mày nói Càng vị tuy là Nên người đã thành tiên đắc đạo nơi nơi này là đại nội hoàng cung Hậu cùng vẫn còn các phi tần Của thái tổ hoàng đế cư trú Nếu trong lúc vô tình bạo phạm phải Thì không hay đâu Vậy thì bảo hoàng đế các ngươi Ban cho bốn người bọn ta Đặt lệnh ra vào hoàng cung Ngồi bên liếc nhìn Dương Quân rồi nói tiếp Như thế thì bọn ta Cũng không cần phiền toái ở lại đây nữa Một công đôi việc Dương Quân hiểu rõ thế đạo lúc này Tiểu Hoàng đế vẫn cần những người Như bọn họ bảo vệ Cho nên dù bị ngô miễn chọc tức Thì hắn cũng không dám phản bác Chỉ có thể cúi đầu truyền chủ đề Vừa rồi lúc các vị ra ngoài Bệ hạ đã cho mở Thái tổ thực lục Và tìm thấy ghi chép về vương phi của dinh vương nhưng hiện tại bệ hạ Đang tiếp kiến sư thần ngoại quốc Nên lệnh cho ta Giữa các vị tiên trưởng đi xem thái tổ thực lục Mời đi theo ta Thầy Dương Quân đã tự mình đổi đề tài Ngồi bên liền không có ý định sang hắn nữa Trong lòng y cũng có chút tò mò Một đứa tu xin si như Úc thì Làm sao lại có thể gả cho Dinh Vương Thế là hai người hai yêu Lại đi theo Dương Quân Đến nơi cân giữ thái tổ thực lục Đi một hồi lâu sau, Dương Thiên Hổ dẫn bọn họ đến trước cửa tòa thiên điện. Tại cửa đã có vài thay giám đứng chờ. Thầy Dương Quân dẫn người tới. Hai thay giám lấy chìa khóa, mở hai ổ khóa gan trên cửa cung điện. Sau đó, cùng kinh mời nhóm người và yêu đi vào trong. Bốn bức tường bên trong thiên điện đều là các giá sách chất đầy áp hàng ngàn hàng vạn thư tịch. Trên chiếc bàn giữa điện đã bày sẵn bốn cuốn sách. Trên bìa, đều có ghi bốn chữ Thái Tổ Thực Lục Phía dưới mỗi cuốn ghi lại thời gian tương ứng Dương quân dẫn bọn họ vào trong Rồi viện cớ phải đi hầu hạ bên cạnh hoàng đế Vội vàng rời khỏi nơi này Sau khi Dương Thiên Hộ rời đi Quỷ bất quỷ xoay quanh một vòng tại chỗ Rồi nói với mấy thái giám đang chờ hầu ở một bên Ở đây đều là Thái Tổ Thực Lục sao Phải có tới hàng vạn cuốn ấy nhỉ Thái tổ hoàng đế từng nói nhiều lời như vậy sao Tên thầy giám dân đầu Cịnh định nọt nói Từ khi thái tổ hoàng đế đăng cơ Đa sai ngôn quan ghi chép lại từng hoạt động diễn ra hàng ngày Mỗi ngày thái tổ hoàng đế làm những gì Tiếp kiến những ai Nói những lời gì Đều được ghi chép tỉ mỉ Nói một câu đại bất kính thì là Ngoài trừ chuyện ban đêm bệ hạ trung giường Với nương đương không thể ghi lại Còn lại những việc khác Đều có thể tìm thấy trong những cuốn Thái Tổ Thực Lục ở đây Trong khi nói Thầy giám chỉ vào bốn cuốn Thái Tổ Thực Lục Đặt sẵn trên bản tiếp tục nói Trong đó ghi chép lại những sự kiện diễn ra Vào tháng 3, tháng 4, tháng 6 Và tháng 12 năm Hồng Vũ thứ 18 Khi Thái Tổ Hoàng Đế nhắc đến Dĩnh Vương Phi Những phần liên quan đến Dĩnh Vương Phi Đã được đánh dấu bằng thẻ kẹp Các vị tiên trưởng chỉ cần nhìn qua là biết trong lúc thái giám nói Ngồi bé đã cầm lên cuốn thái tổ thực lục Của tháng 3 Năm Hồng Vũ thứ 18 Chỉ vừa nhẹ nhàng lật ra một trang Đã tìm thấy ghi chép có liên quan đến Dĩnh Vương Phi Ngày mùng 5 tháng 3 Năm Hồng Vũ thứ 18 Hoàng đế thân trinh Mông Cổ Bị vô sư Mông Cổ Dùng vô thuật hãm hại Toàn thân hoàng đế bị lở loét Nhiều binh sĩ trong quân đội Cũng mắc phải chứng bệnh tương tự sau đó đợi Úc thị người Giang Tây cứu chữa. Ngày 21 tháng 3, năm Hồng Vũ thứ 18, Giang Tây Úc thị một mình xông vào đại doanh Mông Cổ, giết chết 19 vũ sư. Quân Mông Cổ không đánh tự tan, quân ta đại thắng. Hoàng đế muốn nạp Úc thị làm phi, nhưng Úc thị không đồng ý. Ngày 3 tháng 4, năm Hồng Vũ thứ 18, Giang Tây Úc thị gặp hoàng đế, xin được gả cho Dinh Vương Chu Đấm Hoàng đế chấp thuận Do Dinh Vương đang giữ đạo hiếu Cho mẫu phi chưa hết thời gian Hoàng đế ban đặc chỉ Biên tang cho Dinh Vương Quê năm thành hôn Tháng 6 năm Hồng Vũ thứ 18 Hoàng đế dân quân về kinh Gặp phải tàn quân của Trần Hữu Lượng tấn công bất ngờ Quân phản loạn xông vào giữa lòng quân May mắn có ốc thị bảo vệ Đánh tàn quân phản loạn Hoàng đế lại ban đặc chỉ Bắt Dinh Vương bỏ vợ gửi con Nạp Úc Thị làm phi Ngày 9 tháng 12 Năm Hồng Vũ thứ 18 Dinh Vương và Úc Thị thành hôn Ngày 19 tháng 12 Nhận phong phiên Sau khi đọc xong Thái Tổ Thực Lục Ngô Miễn và Quy Bất Quy đưa mắt nhìn nhau Ông già níu mày một chút Sau đó nhìn nam nhân tóc bạc nói Ông già ta hiểu rồi Là Úc Thị tự tìm đến cửa Ban đầu Hồng Vũ Đế muốn nạp nàng ta làm phi tử của mình, nhưng Úc Thị không đồng ý. Nàng ta coi trọng Dinh Vương Chu Đống, còn thường nguyện gả cho Dinh Vương. Hơn nữa, Dinh Vương Chu Đống lúc đầu đã có Vương Phi và con cái. Nếu để tác thành cho bọn họ, Hoàng đế đã ban chỉ buộc con trai mình bỏ vợ, rồi gửi con đi. Xong xuống mới để Úc Thị gả cho Dinh Vương. Chỗ này thì cấn cấn rồi đấy. Tại sao Úc Thị lại nôn nóng như vậy chứ Thật không hợp lý chút nào Lá bất tử Chả lẽ người chỉ để tiểu quả phụ kia chạy đến tìm mình Mà không cho người ta tự đi tìm người khác sao lúc này Nhóc nhầm tam đã nhìn ra điểm bất thường Thằng nhóc cười không khích tiếp tục nói Chả lẽ không thể là tiểu quả phụ kia Chủ động buông bỏ Đi tìm người khác được hả Nghe nói là Úc Thị nhìn chúng dĩnh vương sắc mặt quy bất quy trở nên có chút kỳ lạ. Ông già cầm cuốn học vũ thực lục trên bàn, lại qua lật lại xem vài lần. Sau đó, mời hơi ru mì cụp mắt mà nói. Cuối cùng thì ông già ta cũng được thanh tịnh rồi. Còn tưởng rằng nàng ta sẽ còn quay lấy ông già ta. Nếu giờ thì đã là tìm được một người mới rồi. Thế cũng tốt, rất tốt. la bất tử, sao trong giọng điệu của ngươi lại nghe ra có mùi chua lòm thế hả? Nhọc nhậm tam cười khúc khích, làm một quỷ với quỷ bất quỷ rồi nói tiếp. Có phải trong lòng ngươi lại thấy không nỡ không? Lúc cho ngươi thì ngươi không cần. Giờ không cho nữa thì lão bất tử ngươi lại muốn quay lại. Không phải nhân sâm bọn ta nói ngươi chứ. Điều vậy không được đâu. Ai muốn quay đầu lại hả? Ông già ta bây giờ chỉ mong Úc Thị nhanh chóng tìm người mà lấy đấy. Sau đó mỗi đời mỗi kiếp Đều đi tìm người đàn ông của mình thôi Quy bất quy cười khà khà tiếp tục nói Mong mỏi bao nhiêu năm trời Hiếm thấy Úc Thị thông suốt được Ông già ta thật sự thay vui cho nàng ta Nhưng mà đáng tiếc Người mà nàng ta vừa tìm được Cũng vừa mới qua đời Nói đến đây Quy bất quy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó Hai đầu mày hơi nhíu lại Ngồi bên nhìn thấy dáng vẻ đó Thay ông già nói ra Bản thân Úc Thị Có ký ức tiền kiếp Dù bây giờ có đi đầu thai chuyển thế Cô sẽ không quấy dậy ông nữa Nàng ta chỉ tìm chuyển thế của Dinh Vương Chỉ cần ông không đi quấy dậy Úc Thị Nàng ta sẽ không tìm ông nữa Tránh nàng ta còn không kịp Ông già ta làm sao Lại đi tìm Dinh Vương Phi này Quyên bất quy cười một chút Rồi lại nói tiếp không ngờ chuyện rồi dám suốt hơn 2 ngàn năm Hôm nay mới coi như hoàn toàn yên ổn Ông già ta cũng không còn phải lo lắng đi trên phố Bị đại cô nương hay tiểu phụ nhân nào đó đến nhận chồng nữa Nói xong Quy bất quy cười kha kha Trà hồng vút thực lục lại cho hai thay giám Sau đó thong thả bước ra khỏi cung điện Đi bong lưng của ông già Nhọc nhậm tàm và bách vô cầu gần đến đồng thời phun nước bọt Về phía sau lưng quy bất quy Đồng thanh nói Xe, à Ông già Là bất tử Mạnh miệng đây Sau khi rời khỏi thiên điện Quỷ bất quỷ bắt đầu lang thang không mục đích trong hoàng cung Trước đó tiểu hoàng đế Đã đặc biệt hạ thánh chỉ Dành cho hai người hai yêu này Rằng các vị tiên trưởng Đều là khách của hoàng đế Có thể tự do đi lại trong cung Không ai được phép ngăn cản Đã có thánh chỉ này Hai người hai yêu ở trong hoàng cung Cô ông gần như là ở trốn không người Lúc này Tâm trạng của Quy Bất Quy Vẫn còn băn khoăn chuyện ốc thì Đã tìm được người mới Không còn dây dưa với mình nữa Đối với Quy Bất Quy Đây vốn dĩ là một chuyện tốt lành Mà ông già hằng mơ ước Nhưng sao bây giờ trong lòng Lại thấy trống trải đến thế Có vẻ như bị nhóc nhầm tam nói đúng rồi Lúc trò thì không cần Giờ đã thuộc về người khác Trong lòng mình ít nhiều có chút không thể tiếp thu Vâng, Ông già ta nằm mơ cũng mong sớm cắt đứt mối nghiệt duyên này Bây giờ nghiệt duyên đã thật sự chấm dứt Ông già ta vui mừng còn không kịp Làm sao có thể muốn quay lại Ăn cỏ cũ chứ Quỳ bất quy lắc đầu Cây khổ một tiếng rồi tự nói với mình gia <laughs> định là do mấy ngày nay Không nghỉ ngơi tử tế Trong lòng mới suy nghĩ miên man vài ngày nữa sẽ ổn thôi trong lúc quy bất quy đang mải tự chấn an đột nhiên phát hiện mình đã đi đến gần cung càn thanh ông giả vốn định quay đầu rời đi nếu bất chợt đầy ra ý muôn vào nghe xem bên trong hoàng đế và đám văn võ ba quan đang bàn luận gì liệu có phải đang thảo luận canh xử lý gia quyến của vị dịch vương chu đống kia không thế là quy bất quy ẩn dấu thân mình Làng lặng không một chút tiếng động Tiến vào cung cản thanh Ông già bước vào đại điện Vừa lúc nghe thấy Thái thường tự khanh hoàng tử trừng Đang nói với tiểu hoàng đế Bệ hạ Nếu ngài khoan dung với gia quyến của dinh vương Vậy gia quyến của tân vương Triệu vương trước đây Liệu có được đối xử như vậy hay không Điều đó sẽ tạo ra cho các phiên vương khác Một ảo tưởng rằng Dù bọn họ có làm phản Thì cùng lắm cũng chỉ là mất mạng sẽ không liên lụy đến gia quyến. Trầm đã nói rồi, Dinh Vương chỉ là một ngoại lệ. Vì vương phi của hắn từng cứu mạng thái tổ hoàng đế. Trầm mời bán ân chỉ xa miễn tội liên đới cho toàn bộ gia quyến. Chủ Doan Văn bìm cười với các đại thần phía dưới tiếp tục nói. Ở nơi hiện tại, đại quân Mông Cổ đã tiến đến Bắc Bình, Ninh Thành và Quảng Ninh. Trong còn phải dựa vào mấy vị hoàng thúc lãnh binh ngânh địch lông này mà trị tội gia quyến của dinh vương, bởi vị phiên vương kia sẽ cảm thấy như môi họ răng lạnh. Bệ hạ, dinh vương là dinh vương, còn các vương khác là các vương khác, không thể đánh đồng được. Lông này, binh bộ thượng thư tây thái bước ra, hành lễ với hoàng đế rồi tiếp tục nói: các vị yên vương, đinh dương đánh giặc có công, bệ hạ có thể phong thưởng cho bọn họ. Dinh vương triệu vương biêu phản cần phải trừng phạt. Năm xưa, thái tổ hoàng đế đã đặt ra hình tội liên đới chính là để gian đe lòng người. Bệ hạ chỉ vì thiên hạ cần phải biết kết hợp giữa ân và uy. Được rồi, y của các khanh châm đã hiểu. Nhưng châm đã bán ân chỉ, lần này coi như là ngoại lệ. Sau này sẽ không còn có lần thứ hai. Thế Tề Thái và Hoàng Tử Trừng còn nói nữa là không dứt được Chu Doan Văn vội ngắt lời tề thái Nếu Hồng Vũ thực lục Là do vị hoàng đế này tìm thấy Thì hiển nhiên y cũng đã đọc qua Hơn nữa sau khi nghe kể Về tình cảnh quy bất quy đến Dĩnh Vương Phủ Gặp Dĩnh Vương Phi Lại vô cùng lung túng Chu Doan Văn đã đoán được phần nào Phần ân tình này bất kể ra sao y cũng muốn giữ lại cho quy bất quy lão tiên trưởng Nghe hoàng đế đã nói đến mức này Tề thái và hoàng tử trừng không thể tiếp tục kiên trì nữa Vụ việc này coi như đã có kết quả Tuy nhiên theo đề nghị của Tề Thái Hoàng đế vẫn ban thêm một thánh chỉ Xóa bỏ thức vị của Dinh Vương Thu hồi đất phong và gia sản về quốc khố Chỉ để lại một phần tài sản cho Vương Phi dưỡng giả Mà sau khi Vương Phi Úc Thị qua đời Phần tài sản này cũng sẽ bị thu hồi vào quốc khố Nghe thấy Hoàng đế nể mặt mình Mà bảo toàn cho Dĩnh Vương Phi Quý bất quỳ cũng thở phào nhẹ nhõm Để thế quan truyền chỉ nhận thánh chỉ Ông già tiếp tục ẩn mình Theo đoàn truyền chỉ đến dĩnh vương phủ Lúc này Úc thì đã tỉnh lại Quyền phòng của bách vô cầu quá mạnh Khi nàng ta vẫn còn choáng vắng Ngài thầy lại có thánh chỉ được đưa đến Nàng ta cố gắng chịu đựng cơ thể bất tiện Đợi mấy bảo vú và nha hoàn dịu đỡ Đi đến trung đường tiếp chỉ Tình gian đây đã là thánh chỉ thứ ba trong ngày nàng ta nhận được vừa rồi lúc quy bất quy rời đi thì ân chỉ của hoàng đế được đưa đến thánh chỉ đó nói rằng gia quyến của dinh vương không cần lo lắng tội lỗi của dinh vương sẽ không liên lụy đến tất cả những người khác nghe được nội dung thánh chỉ này đám người hầu trong vương phủ mới còn như có thể nhẹ nhõm thở ra khi thánh chỉ thứ hai được gửi đến ông thị vẫn còn mê man mà đến khi tỉnh lại Nghe quản gia kể mới biết ân chỉ đã đến phủ Kèm theo đạo thánh chỉ thứ ba được đưa về Còn có thi thể đen sì của dinh vương trù đống Thi hài được đặt trong một cố quan tài mỏng Trong thánh chỉ thứ ba nói rõ Di hài này trả lại cho gia quyến dinh vương phủ Nhưng không được phép chôn cất Theo nghi lễ của phiên vương Dinh vương phạm đại tội mưu phản Thế này đã xem như là ân điển lớn nhất mà Chu Doan Văn dành cho bọn họ rồi. Nhận được thánh chỉ Là nhìn thấy dung mạo của vong phu Dinh vương phi Lại không tỏ ra qua đau thương suy sụp Nàng ta cho người đưa thi hài Vào trong hậu trạch Sau đó ra lệnh cho quản gia Mang tài sản trong phủ ra phân phát Cho người hầu Chỉ giữ lại một phần rất ít Làm lộ phí đi đường Sau khi giải tan hết người hầu Trong vương phủ chỉ còn lại duy nhất Người quản gia từ ngày đầu Đã theo ốc thị gả đến đây sau khi nghỉ ngơi một đêm Vương Phi và người quản gia Mà có quan tài chưa thi hài Của Dinh Vương lên xe ngựa Nhờ lúc sáng sớm cổng thành vừa mở Chủ tớ hai người mang quan tài Rời khỏi kinh thành Có vẻ như Vương Phi buồn mang thi hài Của Dinh Vương về an táng Tại quê nhà của mình ở Giang Tây Trong thanh chỉ của Chu Doan Văn Không nói rõ Bắt buộc Vương Phi phải ở lại kinh thành Nên quân lính giữa cổng thành Chỉ hỏi han vài câu rồi cũng để xe ngựa ra khỏi thành. Sau khi rời khỏi Nam Kinh, người quản gia đánh xe ngựa đi suốt hơn 80 dặm đường. Trước khi trời tối, bọn họ tìm được một thị trấn nhỏ, ghé vào nghỉ chân. Dự định nghỉ ngơi một đêm, rồi qua hôm sau tiếp tục lên đường đi về Giang Tây. Và đến thị trấn, người quản gia đánh xe ngựa tìm đến một quán trọ duy nhất ở nơi này. Sau khi thuê hai phòng, đưa xe ngựa vào hậu viện quán trọ, quản gia và Dinh Vương Phi ngồi trong đại sảnh của quán trọ ăn qua loa vài món. Trong lúc bọn họ đang cúi đầu lặng lẽ ăn uống, chờ thấy một ông lão già khọm từ bên ngoài quán trọ bước vào. Gặp được quy bất quy, ông thị liền nhíu mày. Nhìn ông già keo ghế ngồi xuống đối diện mình, nàng ta mới mở miệng nói. Tưởng rằng ngươi không dám gặp ta nữa chứ. Sao vậy? Đến đây để hỏi tội ta sao? Không sai. Tiểu ôn chu đó là do chính tay ta đưa cho thái giám đấy ai nói ông già ta đến vì chuyện đó không đại úc thị nói xong Quỳ bất quy đã cười tùm tìm cắt ngang lời nên nhìn bữa cơm đạm bạc trên bàn của úc thị ông già tiếp tục nói khó cho ngươi một vị vương phi đã quen ăn sơn hào hải vị vậy mà giờ lại phải ăn bữa cơm như thế này chẳng phải nhờ ơn ngươi đấy sao người phụ nữ liếc nhìn quy bất quy cười một cái quay sang nói với quản gia có người không liên quan đến Không ăn nữa Về phòng nghỉ ngơi đi Sao mai còn phải lên đường sớm Ông già ta vừa đến Cả người đã muốn về Thế thì không hay lắm đâu Quyên bất quỳ cười tùm tìm Nhìn quản gia một cái tiếp tục nói Đùa hết người hầu trong vương phủ Chỉ dư lại một vị quản gia này Ông già ta lắm miệng một câu Vị quản gia này Là người đã cùng với vương phi Gà vào vương phủ năm xưa phải không Liên quan gì đến ngươi Ông thì cũng không thèm nhìn quy bất quy Quay người bỏ đi về phòng mình Khi sắp rời khỏi đại sảnh Nàng ta đột nhiên dừng bước chân Nói với ông già Quy bất quý, Nếu người muốn bắt ta về chịu tội thì cứ ra tay đi Còn nếu muốn nói chuyện phiếm gì khác Xem ở vong phụ vừa mới qua đời Màu người tự trọng Nói xong Người phụ nữ dẫn theo quản gia Rời khỏi tầm mắt quy bất quy Không một lần ngoảnh lại Quy bất quy cười khổ một tiếng tự lầm bẩm Con để mặt vong phu của ngươi hay không Ông giả ta công xét tự trọng mà Nói đoạn Quy bất quy đứng dậy Thông thả đi ra hậu viện nơi đặt quan tài Ban đầu ông chủ quán trọ thấy quan tài trước mắt Không định cho Úc Thị và quản gia trọ lại Nhưng sau đó quản gia đưa ra số tiền gấp đôi Ông chủ thấy tiền sang mắt Mới đồng ý cho để tạm quan tài ở hậu viện chỉ là trong quán trọ có thêm một cố quan tài Ai nhìn cũng cảm thấy xui xẻo Nên nếu không có việc gì Thì chẳng ai dám dạo qua hậu viện Quy bất quy bước vào hậu viện Để quanh quan tài hai vòng Sau đó còn đưa tay gõ nhẹ lên quan tài vài cái Đầu lúc ông già định tiếp tục hành động Thì bất ngờ nghe thấy tiếng của Úc Thị vang lên sau lưng Quy bất quy Người muốn làm gì làm xưa người hủy hoại thanh danh của ta Khiến ta phải khổ sở tìm ngươi suốt 16 kiếp Bây giờ thấy ta đã tìm được chỗ dựa Sao? Ngươi lại muốn hành hạ ta nữa ư? Không thể nói như vậy được Năm đó ông giả ta tưởng rằng Chỉ là có với ngươi một kiếp nhân duyên Ai ngờ ngươi không chịu buông tha Đời đời kiếp kiếp Để muốn tìm ông giả ta tiếp tục tiền duyên Trong đó còn có một kiếp Ngươi là đàn ông Ngươi đặt mình là ông giả ta xem phải làm sao đây? Đứng trước người phụ nữ này, quỷ bất quy vẫn cứ có chút trột giả. Ông già cười khăn một tiếng tiếp tục nói. <laughs> ông già ta chỉ thấy người là một quả phụ, mang quan tài đi đường thật bất tiện. Để tình chúng ta có chút quen biết, ông già ta định giúp một tay. Im miệng, người nói ai quen biết với người? Người còn muốn lợi dụng ta nữa sao? Nghe quỷ bất quy nói vậy, Ông thì đột nhiên như phát điên Vùng tay từ không trung rút ra bảo kiếm Xem thẳng về phía ông già trước mặt Quỷ bất quỳ không dám Như bách vô cầu Dùng quyền phong đánh ngất Úc thị Ngay lập tức ông già vội vàng tranh né Miệng vẫn cố nói Người đã hiểu lầm thì ông già ta Có 16 cái miệng cũng không nói rõ được Thôi Nếu người không cần thì ông già ta đi ngay đây Sau khi nói Quỷ bất quỳ vội vàng thi triển đồn pháp ngũ hành biến mất không dô vết Ngay trước mắt Vương Phi Úc Thị Thế quỷ bất quỷ đã biến mất Người phụ nữ mới thở phào nhẹ nhõm Nà ta nhìn thoáng qua cố quan tài Được đặt trong xe ngựa Rồi mệt mỏi trở về phòng của mình Lúc này vị quản sát quần đảng ta Đã đợi sẵn trong phòng Quản gia nhìn Vương Phi Úc Thị Nói Không ngờ ông già đó Lại bám lấy chúng ta Cứ điều vậy Liệu có làm lỡ đại sự không Quý bất quy sẽ không quấy dậy chúng ta nữa Người phụ nữ thở dài muộn hơi Tiếp tục nói Để mà chúng ta không nghỉ trọ nữa Đi suốt đêm luôn Trong vòng 5 ngày có thể đến nơi Tình thời gian thì vẫn dư giả dạ. Chờ sau khi đại sự hoàn thành Ta sẽ dạy người phép đoạt xá Cho dù có chút phiền phức Để cũng được coi như một cách trường sinh bất lão Đà tạ tiểu thư Qua ra mỉm cười rồi nói tiếp vậy chuyện quy bất quy xin nhờ tiểu thư, ta vẫn cảm thấy ông già đó sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không nhìn thấy tận mắt bên trong quan tài có gì, ông già đó sẽ không dễ dàng bỏ qua. nếu ông ta còn dám đến, cứ để đó cho ta. ông thì cười lạnh một tiếng lại nói: năm xưa ông già đó nhìn thấy ta là cơn như gặp phải quỷ sống, không ngờ nhiều năm không gặp, ông ta ngược lại trở nên to gan hơn rồi không nói chuyện này nữa trải công không còn sớm người công về tranh thủ nghỉ ngơi đi sáng mai chúng ta còn phải lên đường đêm đó không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau thanh toán tiền phòng xong vừa phi Úc thị cùng quản gia vội vàng dắt xe ngựa ra khỏi quán trọ theo đường lớn tiếp tục đi tới lông rời khỏi quán trọ qua ra còn mua khá nhiều bánh nướng làm lương ăn dọc đường chủ tơ hai người ăn uống đều ở trên xe ngựa liên tục đi dọc theo đường lớn không hề dừng lại. Vốn nghĩ rằng đi liên tục không nghỉ ngơi sẽ có thể sớm đến được nơi mình muốn. Nhưng cả hai người đều thiếu kinh nghiệm lái xe ngựa đường dài. Quên mất rằng dù người không cần nghỉ, nhưng ngựa kéo xe thì vẫn cần nghỉ ngơi lấy sức. Đến chiều tối, con ngựa cao lớn kéo xe đã mệt đến thở hồng học. Nó thật sự không tiếp tục chạy đường nữa. Ông Thị hết cách đành vào quản gia tìm một huyện thành gần đó nhanh chóng chạy vào trước khi cổng thành đóng lại tìm một quán trọ nhỏ không mấy bắt mắt nghỉ lại qua đêm quán trọ này cô không nhận quan tài cuối cùng vẫn là quản gia phải trả một số tiền gấp mấy lần bình thường người ta mới miễn cưỡng đồng ý cho để tạm quan tài tại quán trọ tranh thủ lúc trời còn chưa tối hẳn quản gia lại ra ngoài mua một con ngựa cao lớn chuẩn bị cho ngày mai thay thế con ngựa đã chạy suốt cả ngày hôm nay. Ông Thị và quản gia đi suốt một ngày mà không hề thấy bóng dáng của Quy Bất Quy. Cả hai đều mệt mỏi dã rời. Sau khi ăn tối xong thì trở về phòng mình nghỉ ngơi. Hai người trước đó đã phân công xong xuôi. Mỗi người chỉ ngủ hai canh giờ. Người không ngủ phải đề cao tinh thần cảnh giác. Lăng nghe xem chỗ đặt quan tài có động tính lạ thường nào không. Một đêm trôi qua, Cả hai người đều không nghe thấy có gì bất thường xảy ra ở hậu viện. Khi trời vừa tàng sáng, ông thị và quản gia lập tức tính tiền và chuẩn bị đi theo đợt người đầu tiên rời khỏi thành khi cổng mở ra. Để đến khi bọn họ thanh toán tiền xong và chuẩn bị rời đi, mới phát hiện cô quan tài để ở hậu viện đã biến mất không dấu vết. Ngay lập tức, cả người phụ nữ và quản gia đều sợ đến toát mồ hôi lạnh. Bọn họ cẩn thận tìm kiếm xung quanh xe ngựa nếu vẫn không thấy bóng dáng cố quan tài đâu cả Người phụ nữ lập tức như phát điên Là vào đại sành quán trọ Ông thị tôm lấy ông chủ Luôn miệng hỏi về cố quan tài đêm qua để ở đây Đã đi đâu Tại sao lại biến mất không một dấu vết Chủ quan trọ cũng không ngờ Lại xảy ra chuyện như vậy Bị người phụ nữ và quản gia liên tục gặng hỏi Cũng không biết có quan tài đã biến đi đâu Cuối cùng Chủ quan trọ trước sức ép của hai người khách Đã phải đưa ra một câu trả lời đại khái tạm thời xoa dịu đã rồi có gì nói sau tôi quả lúc hai vị thuê phòng ta đã nói rồi tốt nhất đừng mang quan tài vào nhưng hai vị cứ khăng khăng ta mới miễn cưỡng đồng ý ông chủ quan trọ dừng lại một chút rồi nói tiếp nếu trong thành này còn chỗ nào có thể cất giấu quan tài theo ta thấy thì chỉ có nghĩa trang ở phía tây thành thôi nhưng ta cũng không hiểu sao lại có người nhắm vào quan tài của các vị Nghĩa Trang đúng không Đưa nhân hỏi rõ đường đi Rồi cô không thèm kiêng rẻ cố kỵ gì nữa Sau khi hỏi được địa chỉ Nghĩa Trang Nàng ta lập tức thi triển thuật pháp Biến mất vào không khí trước sự gỡ ngàng Của ông chủ và tiểu nhị Hết chương 75 Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay